Xin được chào mừng quý vị các bạn đến với kênh truyền hình Otobi Car TV. Toyota Wigo là một trong những mẫu xe thuộc phân khúc A được Toyota phân phối tại thị trường Việt Nam theo hình thức nhập khẩu. Và mẫu xe này đang được phân phối cũng có tới hai phiên bản, bao gồm phiên bản 1.2 AT, tức là số tự động, và phiên bản thứ hai là phiên bản số sàn. Trong video clip này thì chúng tôi sẽ đánh giá sơ qua về mẫu xe này cũng như chi phí lăn bánh tại các tỉnh thành cụ thể ra sao. Và bên cạnh đó thì chị sẽ chia sẻ đến quý vị các bạn cái chính sách trả góp cụ thể như thế nào. Xin mời quý vị các bạn cùng đón xem. Đánh giá sơ bộ xe Toyota Wigo 2019. Thưa quý vị, Toyota Wigo là tân binh vừa góp mặt trong phân khúc hatchback hạng A tại thị trường Việt Nam. Xe được nhập khẩu trực tiếp từ Indonesia. Có hai phiên bản chính là 1.2 MT 345 triệu đồng, 1.2 AT 405 triệu đồng. So với các đối thủ lắp ráp trong nước thì mức giá này không chênh lệch nhiều. Kia Morning SE MT 345 triệu, Morning S AT 390 triệu, hay Hyundai i10 1.2 MT 370 triệu, i10 1.2 AT 403 triệu đồng. Về ngoại thất, phong cách thiết kế của Wigo tạo nên từ nhiều đường nét sắc cạnh thay vì bo tròn như hai đối thủ Hàn Quốc. Khách hàng có thể dễ dàng nhận ra một số chi tiết đặc trưng của Toyota như lưới tản nhiệt cỡ lớn hình thang ngược, hốc gió tạo hình giọt nước, tích hợp đèn sương mù hay la răng hợp kim dạng xoáy. Ngoài ra, hãng xe Nhật cũng trang bị cánh gió phía sau kết hợp với cản gầm hầm hố giúp diện mạo xe thêm vẻ thể thao. Trang bị ngoại thất trên Wigo 1.2 AT cơ bản với đèn pha dạng halogen, đèn hậu và đèn phanh trên cao dạng LED, gương chiếu hậu gập điện có đèn báo rẽ, mâm đúc 14 inch, lốp 175/65R14. Kích thước của Toyota Wigo nhỉnh hơn hai đối thủ về trục cơ sở và chiều cao, nhờ đó không gian bên trong xe có phần rộng rãi hơn. Đây cũng chính là thế mạnh chung của các dòng xe Toyota tại thị trường Việt. Về nội thất, trái ngược với dáng vẻ bên ngoài, không gian cabin của xe thiết kế đơn giản hơn so với mẫu xe tiền thân là chiếc Daihatsu Ayla 2012, thì Toyota Wigo chỉ được điều chỉnh lại một số chi tiết nhỏ, chất liệu được sử dụng chủ yếu là nhựa. Ghế ngồi trên Toyota Wigo được bọc nỉ, ghế lái và ghế phụ điều chỉnh tay bốn hướng. Tuy nhiên tựa đầu lại là dạng liền, khá bất tiện và dễ mỏi nếu đi xa. Hàng ghế thứ hai cũng giống như i10 hay Morning, đều có hai tựa đầu điều chỉnh được, có thể gập lưng ghế để mở rộng khoang hành lý và không tích hợp bệ tì tay. Điểm cộng lớn nhất cho Toyota Wigo là không gian ngồi rất rộng. Vô lăng ba chấu bọc urethane tích hợp nút điều chỉnh âm thanh, cảm giác cầm lái khá chắc tay. Đồng hồ trung tâm phía trước dạng analog hiển thị thông số rõ ràng và dễ nhìn. Xe vẫn sử dụng chìa khóa dạng chìa giống như Kia Morning. Về trang bị tiện nghi, hệ thống giải trí gồm một màn hình cảm ứng 7 inch kết nối AUX USB Bluetooth HDMI 4 loa và điều hòa chỉnh cơ. Phiên bản số sàn sử dụng đầu CD kết nối AUX USB Bluetooth. Nhìn chung là vừa đủ để phục vụ nhu cầu cơ bản hàng ngày như nghe nhạc, kết nối với điện thoại thông minh. Động cơ an toàn. Chiếc nắp capo là khối động cơ 4 xi lanh mã 3NRVE, dung tích 1,2 lít, công suất 88 mã lực, mô men xoắn 110 Nm, kết hợp hộp số tự động 4 cấp hoặc số sàn 5 cấp. Danh sách an toàn trên hai phiên bản gồm có hệ thống chống bó cứng phanh ABS, cảm biến lùi hai túi khí hàng ghế trước. Nhìn chung Toyota Wigo 2019 là một mẫu hatchback có khoang lái rộng, động cơ đủ sức phục vụ nhu cầu đi lại trong đô thị và đặc biệt là tính thương hiệu cao. Đây là lựa chọn cho những khách hàng muốn ăn chắc mặt bền, chuộng thương hiệu nhập khẩu. Còn so với các đối thủ như Hyundai i10 hay Kia Morning thì Wigo ít nhiều thua thiệt về thiết kế và trang bị tiện nghi cũng như là giải trí. Kênh để nhận được những thông tin mới nhất. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Mr. Ben mang xe hơi đến mọi gia đình.